Hello, xin chào anh em, chào mừng em quay lại với channel của mình. Con đường để nâng cấp lên lính T5 ở trong cái trò chơi này phải thực sự mà nói là nó rất là lâu anh em ạ. Một đoạn đường rất là dài để có thể có được lính T5, nó chính là cái đơn vị lính này. Thông thường thì ngay từ map KVK1 thì anh em đã có được cái loại lính gọi là lính T4 như thế này rồi. Đây, là lính T4 như này, hiệp sĩ tiêu tên. Đây là mình chuyên về lính kỵ cho nên là nó sẽ có loại lính này, còn nếu như anh em chơi bộ chơi cung thì nó sẽ là lính khác nhé. Thì cái đoạn đường để mà nâng từ con T4 nó lên con T5 như thế này, nó sẽ là một đoạn đường rất là dài để anh em chơi trong cái trò chơi này, phải gọi là rất là kiên trì hoặc là phải nạp rất là nhiều thì mới có thể có T5 sớm. Còn nếu mà không thì anh em sẽ phải chơi, nó sẽ rơi vào khoảng trên dưới 400 ngày thì anh em mới có được T5. Đó là những anh em chăm chỉ thì mới có được nha. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay mình cũng muốn chia sẻ cho anh em là cần phải chuẩn bị những cái gì để có thể có được lính T5, nâng cấp được lính T5 về sách giao ước, về tài nguyên, red, các thứ, chủ yếu là tài nguyên. Các thứ thì anh em sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều để có được lính T5. Hôm trước có một bạn nói mình là bây giờ thì nâng lính T5 thì không cần phải nâng cái lâu đài lên cấp độ level 25 nữa. Thì cái này mình cũng xin đính chính với anh em là cái này là anh em vẫn cần phải nâng cái lâu đài này lên cấp độ level 25 thì anh em mới có thể nâng được lính T5 nhé. Bởi vì nó ràng buộc đến nhiều cái, khi mà nâng cái lâu đài này nó ràng buộc đến những cái ngôi nhà khác. Khi mà anh em nâng những cái ngôi nhà khác hoàn thành xong thì anh em mới có thể nâng được cái lâu đài. Rồi nâng được những cái học viện như thế này, hoàn thành cái lâu đài thì mới nâng được cái học viện. Nâng được cái học viện thì anh em mới mở khóa được lính T5. Nói một cách đơn giản nhất thì trong video ngày hôm nay mình sẽ mở từng cái ngôi nhà để có thể đạt điều kiện cần và đủ để anh em có thể nâng được T5. Trước mắt thì mình cũng muốn review cho anh em xem về cái học viện của mình. Khi mà nâng lính T5 thì bắt buộc những cái công nghệ về kinh tế anh em phải nâng mát hết nhé. Đây, anh em sẽ phải nâng mát hết. Hiện tại thì bây giờ là cái học viện của mình đang là 24, cấp độ level 24. Còn một cấp nữa mới lên được 25 mới mở khóa được lính 5, bởi vì mình đang vướng cái lâu đài, không thể nâng được cái lâu đài lên level 25. Chính vậy là mình vẫn chưa mở khóa được lính 5. Thì ở trong đây còn một số cái tích, nó là 9 trên 10. Thì tới đây anh em buộc phải nâng cái lâu đài lên level 25 thì anh em mới nâng được những cái tích này tiếp. Thì sau này nâng lên T5 thì anh em cũng phải cần nâng tất cả những cái này lên 10 hết. Về kinh tế là đều phải nâng lên 10. Đó, học viện 25 nè. Anh em mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái tài nguyên mà anh em cần để nâng cấp hoặc là những cái điều kiện để anh em cần để nâng cấp nhé. Để sau này anh em sẽ có một cái con số để anh em tham khảo để có thể chuẩn bị tài nguyên, red các thứ cho mình. Ở cái phần này thì red nó sẽ không nhiều lắm, tài nguyên nó sẽ không nhiều lắm. Rồi ở đây cũng vậy, khi mà anh em chưa nâng được cái học viện này lên level 25, có nghĩa là nó phải cần tới cái lâu đài ấy, liên quan đến cái lâu đài. Mình có làm cái video về cái cách kiếm sách giao ước của lâu đài các thứ thì anh em có thể xem lại những video đó nhé. Rồi ở đây cái tách anh em chỉ có thể nâng được là 9 trên 10, không thể được 10 trên 10 khi mà anh em chưa nâng được cái học viện lên cấp độ level 25. Có nghĩa là anh em cần phải nâng cái lâu đài level 25 ấy. Hai cái này nó ràng buộc với nhau nhé. Đó. Thì đây anh em sẽ chuẩn bị được cái lượng red. Anh em thấy được là nâng những cái tách này cái bầu nó cũng tăng lên rất là nhiều nhé. 496 nè. Bầu tăng được lên rất là nhiều. Đó, nếu như anh em nào mà không nâng được lâu đài 25 thì anh em cũng không bao giờ mở khóa được cái những cái công nghệ như thế này lên 10 trên 10. Anh em chỉ có thể để 9 trên 10 y chang như cái đây của mình thôi. Về những cái tách này cũng vậy, quân đoàn y tế cũng y chang như vậy nè. Tất cả nó đều đòi hỏi là anh em phải nâng cái học viện level 25. Đó, anh em mở khóa T5 thì nó yêu cầu là anh em nâng cái tích kinh tế này lên cấp độ 10 nè, có nghĩa là phải mát hết nhé. Học viện level 25 nè. Đó, sau khi mở khóa tất cả những cái này lên cấp độ 10 thì khi đó anh em mới mở khóa được những cái đơn vị lính T5 ở dưới này mà anh em cần phải lên. Đó. Rất là lâu nhé. Vậy thì ở đây mình sẽ chia sẻ thêm cho anh em là muốn nâng cái học viện lên cấp độ 24 lên 25 thì anh em sẽ cần phải nâng những cái ngôi nhà nào. Rồi trước mắt thì mình sẽ bấm vào học viện để cho anh em xem, bởi vì không phải anh em nào cũng có được cấp độ level 24 hết để anh em tham khảo.
Đây, nếu muốn nâng được cái học viện này lên cấp độ 25 thì anh em cần phải nâng hai cái ngôi nhà. Nó chính là tháp canh và chợ phiên lên cấp độ level 25. Mình sẽ xem trước cái tháp canh nhé. Đây, cái tháp canh này anh em phải nâng lên level 25. Mà muốn nâng được cái tháp canh này lên level 25 thì anh em phải nâng tường thành, nhà kết giao và nhà kho lên level 25. Rất là tốn red nhé anh em. Tường thành đây. Tường thành này nó yêu cầu nhà kết giao level 25 nè. Và mỗi một cuốn sách như vậy anh em phải chuẩn bị 2k game thì anh em mới có thể nâng được nha. Nó tốn thêm game nữa đấy. Nhà kết giao level 25 nè. Rồi cái cuối cùng là anh em nâng cái mỏ đá level 25. Đó là anh em đã nâng xong được một bước rồi nha. Mình sẽ xem lại nào. Rồi ở đây là anh em có tường thành, có nhà kết giao thì mình đã review cho anh em rồi. Thì bây giờ anh em sẽ xem cái nhà kho, nâng cái nhà kho lên cấp độ level 25 nó sẽ cần cái gì nhé. Nâng nhà kho cấp độ 25 anh em sẽ cần cái nâng cấp bệnh viện cấp độ 25. Mình sẽ bấm qua cái bệnh viện cấp độ 25. Thì ở cái bệnh viện cấp độ 25 nó đòi hỏi anh em phải nâng lâu đài cấp độ level 25. Đó, như vậy là tới cái bước này thì mình cũng đã giải thích được khá là nhiều cái thắc mắc đối với những anh em mà xem chưa kỹ hoặc là anh em chưa đạt đủ tới cấp độ để xem. Thì anh em cứ nghĩ là nâng cái học viện thì sẽ không cần phải nâng cái lâu đài, nhưng mà đây nó ràng buộc với nhau nè. Anh em nâng cái bệnh viện 25, anh em cần phải nâng cái lâu đài cấp độ level 25 anh em mới nâng được cái bệnh viện. Thì những cái yếu tố liên quan nó sẽ ràng buộc với nhau, những ngôi nhà ràng buộc với nhau. Vậy chốt lại một cái cuối cùng là khi mà anh em muốn có T5, anh em bắt buộc phải nâng cái lâu đài lên cấp độ level 25 trước, sau đó anh em mới mở khóa được những cái ngôi nhà liên quan thì khi đó mới nâng được học viện nhé. Rồi mình sẽ xem còn cái ngôi nhà nào nữa không nhé. Ở đây nó có một cái nữa là chợ phiên. Khi nâng học viện nó sẽ đáp ứng hai yêu cầu, một cái tháp canh, một cái chợ phiên. Mình sẽ xem cái chợ phiên nè. Ở cái chợ phiên thì anh em chỉ cần nâng cái mỏ vàng lên cấp độ level 25. Đây, cái này thì dễ rồi. Nó chỉ khó nhất là cái lâu đài thôi. Khó nhất là cái lâu đài để anh em có thể nâng được lên lính T5. Rồi, vậy thì trong video ngày hôm nay thì hy vọng là mình cũng đã chia sẻ một chút về cái quá trình để anh em có thể chuẩn bị tài nguyên, tăng tốc, cũng như là cái ngôi nhà quan trọng nhất anh em phải lên, nó chính là cái lâu đài, thì anh em mới mở khóa được những cái đơn vị lính T5 ở trong cái trò chơi này. Đặc biệt là anh em phải nhớ chuẩn bị thêm cả game. Khi mà anh em mở khóa những cái ngôi nhà lên 25 thì anh em cần phải có 2k game cho một ngôi nhà, anh em mua cái sách thì anh em mới nâng được lên level 25. Và một cái quan trọng là nhớ chắc chắn là phải lâu đài 25. Mình xin đính chính lại nhé, bởi vì rất là nhiều anh em hiểu lầm về cái này. Thì phải nâng lâu đài 25 thì anh em mới mở khóa lính T5, nâng cái học viện lên cấp độ 25 được. Còn cái lâu đài chưa 25 thì anh em không thể nâng được cái học viện lên cấp độ level 25 nhé anh em. Ok, như vậy là video clip đến đây cũng hết rồi. Chỉ muốn chia sẻ để cho anh em có thể tham khảo, chuẩn bị được kỹ hơn. Nếu như anh em nào muốn lên T5 nhanh hơn thì anh em phải đẩy cái lâu đài nhanh hơn. Cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn gặp anh em ở những video lần sau. Nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Bye bye, xin chào anh em. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.